Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Dạo gần đây thì mình làm khá nhiều những cái bộ PC dành cho anh em. Trong những cái video đấy thì mình đã có nhắc tới một khía cạnh, đó là bây giờ những cái mẫu card đồ họa của chúng ta đã được giảm giá rồi. Bất kỳ một bộ PC nào anh em mua thì đều có những cái phiên bản card đồ họa rất tốt, ví dụ như kiểu là GTX 1660 Super. Và trong những video như thế thì mình đều có nhắc tới anh em là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên lựa chọn những mẫu màn hình có tần số quét cao. Thì ở đây thì mình đang có được một mẫu màn hình đến từ LG có tần số quét có thể nói là cực kỳ cao, là 165Hz. Thì với 165Hz thì đây sẽ là một trong những cái tần số quét cực kỳ phù hợp để chúng ta sử dụng cho nhu cầu chơi game, đặc biệt là những tựa game online, khi mà những cái tựa game đấy cấu hình tiêu thụ không quá cao và khi chơi game cái tần số quét cao ấy cũng mang lại cho trải nghiệm chúng ta sự mượt mà hơn. Anh em chơi tựa game thì cũng có thể nhìn thấy trước đối thủ một chút. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn một chút về cái mẫu màn hình này nhá. Về khía cạnh trải nghiệm đi, với cái mức chi phí bỏ ra để dành cho anh em là khoảng 3.998.000 đồng, đấy là chưa tính những chương trình khuyến mãi khác khi mà anh em mua kèm những cái sản phẩm dành cho PC nhá, giá sẽ thấp hơn một chút. Thì với tầm giá như vậy anh em sẽ nhận được những gì? Trước hết thì chúng ta hãy đề cập đến cái khía cạnh là kích thước của màn hình đi. Kích thước ở đây là kích thước 23.8 inch, hay chúng ta còn gọi nhanh là kích thước 24 inch. Thì với kích thước 24 inch là một trong những kích thước phù hợp nhất để chúng ta trải nghiệm một tựa game FPS. Anh em nếu mà thấy ấy, thì những cái giải đấu diễn ra, kể cả những tựa game MOBA thì hầu hết đều là màn hình 24 inch, nó phù hợp với hướng mắt của chúng ta này, chúng ta có thể nhìn rõ đến toàn bộ khung hình ở trong cái màn hình như vậy. Tất nhiên là những anh em nào mà ngồi xa một chút này, đem lại những cái trải nghiệm nó sẽ khác đi một chút. Anh em có thể sử dụng những mẫu màn hình cũng là của mã này cơ, nhưng mà là phiên bản 27 inch để có thể trải nghiệm. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta hãy đề cập đến một cái cũng ảnh hưởng cực kỳ nhiều là tần số quét. Thì tần số quét của màn hình là 165Hz, có thể nói là quá tuyệt vời. 165Hz thì hầu hết những tựa game hiện tại online chúng ta đều được cực kỳ dễ thôi. Những tựa game như Valorant thậm chí chúng ta có thể chơi được ở cái mức FPS cao hơn rất nhiều, có thể khoảng 300 hoặc là 400 FPS, đấy là cấu hình của anh em đầy đủ nhé. Cấu hình không đầy đủ thì khó đạt được lắm. Thì với mức chi phí đầu tư là 4 triệu này, có tần số quét cao này 24 inch, thì cái tấm nền được sử dụng ở đây là tấm nền VA. Có thể là anh em sẽ suy nghĩ rằng với một cái tấm nền VA thì khi mà trải nghiệm của chúng ta sẽ là như nào. Tấm nền VA là một trong tấm nền có thể nói là gần nhất khi so với IPS rồi. Khi chúng ta nhìn trực diện thì màu sắc vẫn hoàn toàn ok, còn khi mà chúng ta nhìn chéo đây, tức là đây gần như là góc nhìn tuyệt đối khoảng 170 độ nhìn, thì màu sắc chắc chắn sẽ bị thay đổi một chút. Cái này là không thể tránh khỏi bởi vì nó là cái tính năng của cái màn hình VA rồi. Tuy nhiên, bởi vì LG là một trong những nhà sản xuất tấm nền, thế nên mình đánh giá cảm quan cá nhân thì với cái trải nghiệm mang lại thì mẫu màn hình này vẫn rất phù hợp để chúng ta có thể sử dụng để trải nghiệm hàng ngày. Có những anh em nào mà yêu cầu sự chính xác về màu sắc thì chúng ta nên cân lại màu sao cho vừa nhất với góc nhìn của mình. Tất nhiên thì ở trong phần setting ở có sẵn trên màn hình có một số những chế độ màu rồi, anh em có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất nếu như anh em lười không mang đi cân màu. Còn nếu mà anh em cân màu thì sẽ mang lại cái trải nghiệm nó ổn định hơn. Độ phân giải thì sao? 4 triệu đồng thì chắc chắn sẽ phải là độ phân giải là Full HD rồi. 4 triệu mà lên 2K thì chắc là mình cũng mang về mình dùng luôn. Một số những cái khía cạnh hỗ trợ khác như là màn hình này có hỗ trợ AMD FreeSync. Anh em có bao giờ quan tâm đến khía cạnh công nghệ chống rẽ hình không? Mình nghĩ là không cần thiết lắm đâu. Nếu như chúng ta sử dụng cái màn hình có 60Hz thôi thì những cái tính năng đấy nó sẽ hỗ trợ ta khá nhiều. Còn 165Hz rồi thì gọi là có, thì anh em nghĩ là tôi có nhiều cái hay ho thôi, chứ còn dùng thì thậm chí anh em sẽ chẳng sử dụng đâu. Rồi thì đấy là những cái thông số của cái mẫu màn hình này. Vậy thì chúng ta đến những cái khía cạnh khác đi. Khía cạnh sử dụng thì sao? Thì ở đây anh em nhìn thấy chân đế đây là chân đế tạo dáng hình chữ V, bởi vì đây là màn hình thuộc phân khúc Ultra Gear, tức là màn hình phục vụ cho nhu cầu gaming, thì đều có những cái chân đế dạng chữ V như này. Thì ở chính giữa sẽ là logo Ultra Gear và logo của LG sẽ đẩy xuống ở bên dưới phần chân đế, và chân đế được cấu tạo từ nhựa. Về cơ bản thì chân đế, những cái chân đế dòng cao cấp chúng ta sẽ có kim loại, còn những cái chân đế mà dành cho mẫu màn hình có giá rẻ thì sẽ là bằng nhựa. Còn về độ chắc chắn thì khá tốt. Đây mình có lắc cho anh em xem. Đây, tại vì nó lắc rất mạnh thì cái mẫu màn hình cũng không bị đong đưa. Và cái chân đế này thì chúng ta sẽ không thể thay đổi được cái phần nâng lên hạ xuống, thay vào đấy thì chúng ta có thể ngửa lên ngửa xuống cực kỳ dễ dàng và đơn giản. Và nếu như anh em nào mà cảm thấy là cái chân đế theo kèm nó không phù hợp với bảng của anh em thì ở phần đằng sau cũng có thêm một chân đế VESA nữa để chúng ta có thể thay vào. Và VESA ở đây thì sẽ hỗ trợ kích thước là 75mm, thế nên anh em khi mà lựa chọn thì có thể lựa chọn bất kỳ một chân đế VESA nào.
chắc chắn sẽ đều tương thích cả. Còn về mặt cổng kết nối thì sao? Cổng kết nối thì có rất đầy đủ với cổng HDMI và DisplayPort. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý rằng với hầu hết những cái dây HDMI mà anh em mua ở ngoài thị trường hiện tại, nếu như dây có chất lượng thấp thì chúng ta chỉ sử dụng được màn hình lên đến tần số quét là 120Hz thôi. Còn nếu như anh em muốn đẩy tần số quét lên cao nhất có thể, tức là 165Hz, thì anh em nên sử dụng dây DisplayPort thì mới có thể đẩy ra được 165Hz. Thế nên khi mà mua về và sử dụng, anh em cũng cần phải lưu ý cắm sao cho chuẩn nhất. Chứ bây giờ cắm HDMI xong tần số quét không lên được lại bảo ôi thông số ghi một kiểu thì hiển thị ra lại một kiểu khác. Và đấy là những điều mà mình muốn gửi đến cho anh em trong video ngày hôm nay về mẫu màn hình của LG với mức chi phí đầu tư chưa đến 4 triệu đồng. Tất nhiên thì cái mẫu màn hình này sẽ phù hợp nhất cho nhu cầu là gaming. Còn nếu anh em nào mà thích những cái mẫu màn hình phục vụ cho nhu cầu thiết kế làm đồ họa thì chúng ta có thể lựa chọn những cái phân khúc khác của màn hình LG, và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.